Kính chào quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, sau cơn mưa trời lại sáng, ngành y tế sẽ tiếp tục lấy lại vị thế. Thưa quý vị, bản thân không phải xuất phát từ ngành y tế, mọi công việc đều rất mới, nhưng ý thức được trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình. Sáng 15 tháng 7, tại Bộ Y tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng. Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định số 568 QĐNSTW điều động phân công bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, chỉ định bà Đào Hồng Lan giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao các quyết định cho bà Đào Hồng Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, bà Đào Hồng Lan là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, đã trải qua nhiều cương vị công tác ở cả cấp cơ sở và trung ương. Ở những cương vị khác nhau, bà đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc bà Đào Hồng Lan được giao đảm nhiệm trọng trách, Bí thư Ban Cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới với nhiều thách thức này, bà Đào Hồng Lan sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành y tế, không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thủ tướng nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người và của xã hội. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt. Thủ tướng nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, với các biến chủng mới, có nước ghi nhận hàng trăm ngàn ca nhiễm mỗi ngày, do đó chúng ta tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, với tinh thần đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, Thủ tướng đề nghị quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành y tế phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Thủ tướng kêu gọi toàn ngành y tế phát huy tinh thần nỗ lực vượt mọi khó khăn để thực hiện tốt công tác tiêm chủng, vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước, theo tinh thần thủ tục hành chính có thể đẩy nhanh nhưng an toàn cho nhân dân là số 1. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần phải có nền tảng sản xuất vaccine phòng COVID-19 để chủ động trong phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong mua sắm và khẩn trương triển khai các giải pháp để đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, tiếp tục hoàn thiện các quy định về tài chính, cung ứng dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế, đổi mới phương thức chi trả dịch vụ, đẩy mạnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế, tăng cường công khai minh bạch và chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đồng thời nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, từng bước đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế các tuyến, xây dựng đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp, chăm lo hơn nữa đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, chú trọng biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Tại buổi lễ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Thủ tướng đã tin tưởng điều động giữ trọng trách này. Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, một trong những trụ cột an sinh xã hội chính liên quan tới vốn quý nhất của mỗi con người, đó là sức khỏe. Đây chính là nguồn lực cho sự phát triển. Theo bà Lan, đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, cuộc sống dần trở lại bình thường, nhưng ngành y tế tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, tác động tới đội ngũ cán bộ, nhân lực ngành và các điều kiện đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Quyền Bộ trưởng Y tế khẳng định, với vai trò quan trọng và sứ mệnh của ngành, với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ ban ngành địa phương, đặc biệt là sự mong đợi, tin tưởng và chờ đợi của nhân dân, sự tâm huyết của bao lớp thế hệ bác sĩ, nhân viên y tế, thậm chí có người phải đổ xương máu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, ngành y tế sẽ không chùn lại. Chúng tôi tin tưởng rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, ngành y tế sẽ tiếp tục lấy lại vị thế trong quá trình phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước, quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh. Chia sẻ rằng, được phân công trọng trách trong thời điểm này, bản thân không phải xuất phát từ ngành y tế,
Mọi công việc đều rất mới, nhưng bà ý thức được trách nhiệm trước Đảng, nhân dân. Bà Lan cam kết sẽ luôn nỗ lực phấn đấu hết mình, duy trì sự đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, sự tâm huyết của các thế hệ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế, huy động sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia của ngành để tham mưu, tổ chức thực hiện những giải pháp, trước mắt là khắc phục những khó khăn đã xác định, sau đó là sự phát triển lâu dài của ngành, làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, công tác phòng chống dịch, chăm lo cho đội ngũ cán bộ ngành y tế. Để đạt được mục tiêu này, toàn ngành y tế mong nhận được sự động viên, chia sẻ ủng hộ, chung sức đồng lòng, phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, của các bộ ban ngành địa phương và sự ủng hộ của nhân dân cả nước. Bà tin tưởng với sự chỉ đạo chung của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự phát huy trí tuệ tập thể của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế, đội ngũ cán bộ ngành y tế cả nước, chúng ta sẽ vươn lên có giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ. Vụ kit xét nghiệm COVID-19, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật lãnh đạo Cục Quản lý giá. Quý vị thân mến, trong 2 ngày, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 17 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, qua xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Đảng ủy Cục Quản lý giá Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm COVID-19 trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về các ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Cục Quản lý giá. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch COVID-19, đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức cá nhân của Bộ Tài chính. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Quản lý giá tập trung lãnh đạo chỉ đạo, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm. Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.